Rồi theo ông anh đi xử ruộng như cả nhà. Rồi giờ bên bánh lồng xuống gắn vô. Giờ tháo bánh ra gắn hai cái bánh lồng vô nha. Tôi sẽ gắn bánh lồng vô. Đây. Đây bánh lồng. Chẳng ra đi. Phao khoảng xay thì lại. Xay. Giờ tháo bánh ra gắn thêm cái bánh khác vô. Rồi bây giờ gắn hai bánh lồng xong rồi, bây giờ chạy thử. Bây giờ chạy xuống ruộng. Cài vô. Test thử camera hành trình tiếp tục. Ở đây là Châu Thành, Tây Ninh ha. Đây là xã mới, xã An Bình. Mình xuống ruộng. Nên xe nó dằn quá. Đây. Đây là con cua. Đây là cà na.
một mẫu rưỡi trồng cà na Thái. Trời nắng chạy ok, với trời mưa là thôi. Ở đây là xe máy cài vô chở mì với rô với lúa đâu không. Ông xe tải chạy được luôn. Đây, kinh. Ruộng lúa mênh mông. Chỗ chưa phóng, chỗ này chưa chín. Bên đây thì phóng rồi. Đang mấy cuốc nó đang cuốc là nó đắp bờ kinh bờ đê chứ. Đốt rơm. Chỗ mẫu máy trồng cà na Thái á, ra đầu đường nhựa khoảng 100 cây số, 100 mét chứ, 100 cây số xa quá. Nó 100 cây nghe xa quá, nó 100 mét thôi cho nó gần. Chú thủ điện, những chú thợ điện gắn đường nông thôn thắp sáng. Này đâm thẳng ra đường 786 luôn á, đâm thẳng qua ra đường 786, còn quẹo trái ra quốc lộ 22, còn quẹo phải thì xuống bến. Đất luôn, đất đang rào rồi, tôi bán luôn. Đây ra ngã tư rồi nè, này đâm thẳng ra đường 786, bên trái ra quốc lộ 22. Rồi, ở đây là mình đâm thẳng hoài luôn, mình ra đường ra C5, bên phải thì quốc lộ 22 về Bích 1. Đây là đường, này là đường ấp Thanh Hòa, xã An Điền. Ở bên tay phải là gạch lót xanh, chỗ làm gạch lót đường á, lót ngoài đường á, lót xanh rồi á. Hai bên bông hoa đẹp không? Đây, cái này đó gà. Đây là vườn cao su. Đất này trồng tràm,
đây là Chí Hiệp Học Điều. Giờ quẹo phải ra đường 786. Tới ngã tư trên quẹo phải ra đường 786. Quẹo trái thì ra huyện Châu Thành với xã An Bình. Đấy, còn đâm thẳng thì ra quốc lộ. Quốc lộ 22. Đây. Đây là đường. Minh Tiến thì quẹo vô đây là đi vô trụ nhọn Phước Điền.